Rồi, okay, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 60fps giữa cái con Velvet 2 Pro và con S23 Ultra các bác nhé. Thì em đều đang để ở cái chế độ là tự động hết nhá, và dùng cam chính chứ không dùng cái so sánh cái nào khác nhé các bác nhá. Đấy, cho nên là em cũng để tự động thôi. Thì không biết là cái nào nó hơn cái nào nó kém đâu. Đó. Rồi, ok. Đấy, em sẽ đi chỗ này thì nó cũng chả có hoa hết gì để mà chụp cho các bác, cho nên là các bác hết sức thông cảm. Đấy, để các bác để mua được thôi. Đây có mấy cây hoa. Ô, con S23 của chỗ này lại không lấy nét được à? Ta nhỉ. Thôi kệ nó đi, cái này xem nào. Ô, cảm giác hai con đều không lấy nét được, thôi kệ đi. Thử chạy lại kia xem chống rung thế nào nhé các bác nhé. Rồi, ok, đây có mấy cái hoa đây. Hoa màu trắng này các bác. Đó. Thì ở cái hoa màu trắng này ấy, thì là cái con Velvet 2 Pro ấy, nó bị cháy sáng hơn. Còn cái con Samsung S23 ấy, thì nó lấy nét và giữ được rất nhiều chi tiết. Đó. Ok, cái bông hoa này nữa này. Xem nào. Đó. Ok, kiếm cái hoa màu khác xem nào. Ở bên trong này có một cái hoa màu vàng. Đó. Đấy, ở cái hoa màu vàng này cũng thế thôi. Con Velvet 2 Pro nó cũng bị cháy sáng hơn. Còn cái con S23 Ultra thì nó lại màu vàng nó hơi bị ngả ngả tối tối một tí các bạn. Cái kia cương hoa màu vàng nó tươi hơn chút. Rồi, ok. Sẽ đi xem tiếp xem có cái hoa nào khác không. Chạy đi xem nào. Ôi giời. Ở chỗ này nó hơi khó đi các bạn. Không thấy ở đây kia có thấy mấy bông hoa đào các bạn. Bông hoa đào. Rồi để ra xem có bông hoa đào kia xem nào. Đã đi đường này. Em ạ. À. Đây rồi, đây có một đồng. Đây có một bông hoa đào các bạn. Đào phai. Ơi vào nó rồi rồi. Đó. Ồ, con Velvet 2 Pro nó không lấy nét được à? Gần lại một tí nữa xem nào. À giờ nó mới lấy nét được này, gần một tí nữa nó mới lấy nét được. Thì con S23 nó lấy nét tốt hơn các bạn. Đó. Màu ở cái màu như này thì con S23 nó gần với màu thực tế hơn, còn cái con Velvet ấy, Velvet 2 Pro nó lại hơi nhạt hơn một chút. Thực ra thì đây là cái mà em nhìn thấy ở trên điện thoại thôi. Chứ còn không biết là khi ghép lại bằng máy tính thì nó như thế nào. À, ok. Sẽ đi tiếp đằng kia xem có cái gì hay ho không. Cái này chỉ là cái clip để mà demo cho các bác biết thôi. Chứ còn thực ra là con Velvet 2 Pro thì đương nhiên là chả có tuổi gì để mà so với cái con S23 Ultra cả. À, chỉ qua rảnh thì em làm, em có hai máy thì em làm thôi. Đây có một cái bông hoa màu vàng đây. Thì cái bông hoa màu vàng như nãy đây thì nó cũng con Velvet 2 Pro nó cũng bị cháy sáng các bạn. Đấy. Nó bị cháy luôn này. Đó, thấy không? Cháy luôn. Đó. Ok, à đây có một bông hoa bí nữa. Bông hoa bí. Đây. Hoa bí này thì nó hơi xấu. À. Đó, bông hoa bí thì nó hơi xấu. Ok các bác, nói chung là giờ chả có cái gì để mà quay ở khu này cả. Khu này nó hơi bị không có gì. Ok các bác. Đây, đồng lúa mới cày xong. Chạy tí nữa xem nó thế nào. Và ok, thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái cam trước xem thế nào các anh nhé. Tại vì em nghĩ là cái cam trước thì cũng chả có gì để phải so sánh đâu, nhưng mà cứ thử xem thôi. Rồi, ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước. Thì cái video này cũng là 1080 và 60fps thôi. Thì thực ra là như
Em nhìn thấy trên cái màn hình đây ấy thì cái con Velvet 2 Pro nó cũng cũng khá là ngon các bạn. Nó có cảm giác nó có sáng hơn cái con S23 một chút. Đấy. Đó, ok các bác. Thì thực ra là quay cho nó vui thế thôi chứ chả cần phải so sánh chúng rung chúng tiếc gì đâu. Bên LG thì đương nhiên là cái việc mà cắm trước ấy, nó sẽ không ngon mấy. Đây thử xem cái bông hoa này xem thế nào nào. Đó. Đấy như bông hoa này chẳng hạn, cái con như như cắm trước nhá, như cái cắm trước dùng cái cắm trước này ấy. Thì thực ra là con Velvet 2 Pro ấy là nó không lấy nét được, nhưng mà cái màu của nó ấy thì lại rất giống với màu thực tế. Cắm sau thì hơi nhạt hơn, nhưng cắm trước thì lại lại chuẩn màu, chả hiểu kiểu gì nữa mà nó không lấy nét được các bạn. Kiểu gì vậy, không biết nó lấy nét ở đâu. Có con S23 Ultra thì nó vẫn lấy nét được, có thấy không, xa xa thế nào. Chả hiểu kiểu gì luôn, không lấy nét được luôn các bạn. Gần sát như này mà còn không lấy nét được, sát sát thế này luôn. Thôi bỏ đi, không thể lấy nét được các bạn. Còn Velvet 2 Pro không thể lấy nét được, đã cố gắng lấy nét nhưng mà không được các bạn. Rồi ok, thì em sẽ tạm dừng cái video ở đây nhé các bạn nhé. Nó cái cam trước thì không có gì so sánh mấy. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 60fps giữa con Velvet 2 Pro và cái con S23 Ultra. Thì như các bác cũng thấy đây, con Velvet 2 Pro thì chắc chắn một điều là nó sẽ không thể nào ăn được cái con S23 Ultra cả. Tuy nhiên thì em cũng cứ so sánh cho các bác tham khảo thôi. Thì em đang ở quê cho nên là cái môi trường thì nó sẽ tối hơn ở thành phố các bạn, nó sẽ không có nhiều điện, nó toàn ánh điện nhà dân kiểu là tối lắm, nói chung là hơi hơi khó. Nên thôi kệ, có cái nào thì em quay như thế cho các bác biết thôi. Đây các bác, đây em có mấy cái bông hoa như này. Đấy, các bác xem nó có như thế nào. Đây em hoàn toàn để chế độ tự động nhé. Ô như như này này, như này thì em thấy là cái con Velvet 2 Pro nó lại lấy nét tốt hơn này. Đấy, các bác thấy không? Nó giữ lại được cái màu đỏ bên trong lõi cái bông hoa này này. Còn cái bông con S23 Ultra thì nó lại bị kiểu gì ấy. Đó. Rồi thử một bông hoa khác nào. Đây. Bông hoa màu đỏ này. Bông hoa màu đỏ này thì cái con Velvet 2 Pro nó chả thể hiện được cái màu, nhưng đen thui luôn này. Xa xa thì nữa này. Đấy, xa xa thì nữa thôi, còn thể hiện cũng có màu đỏ đỏ tí gần này. Đó. Chứ là không ngon. Đây một bông hoa màu đỏ nữa này, các bác yên tâm. Đó. Xa tí này. Đó, xa tí thì nó lại có màu đỏ, còn gần một tí thì nó lại mất sừ cái màu đỏ luôn. Đó. Tuy nhiên thì em thấy là cái chi tiết có vẻ nó vẫn giữ được này. Không như con S23 Ultra thì nó cứ biệt biệt màu ấy. Đấy, nó cứ biệt 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 kiểu gì ạ. Rồi. Đó. Con S23 Ultra như này thì nó sáng hơn rất nhiều. Ok, đây xem có một cái bông hoa màu vàng nữa xem nào. Đây là cái bông hoa bí đấy. Như bông hoa bí này thì em lại thấy cái con Velvet 2 Pro nó lại chuẩn màu hơn và nó chi tiết hơn. Còn cái gì nữa không? Ok. Đây là nhà bác hàng xóm nên không không muốn ở nhiều ở đây. Đây còn bộ bông hoa màu này. Đó. Ok các bạn. Ok, em sẽ thử chạy xuống dưới kia xem thế nào các bạn nhé. Đây, nó hơi tối rồi, các bạn nhìn này. Nó sẽ tối lắm. Thì thôi cứ kệ đi, chạy một tí. Tối quá các bạn, không nhìn thấy gì luôn. Hơi bị khó để các bác nhận biết được. Cho nên là thôi, em nghĩ là cái làm cái này thì nó hơi hơi bị ảo á. Cho nên thôi, bỏ qua này. Đây, đây có một cái xe chạy về này. Xem nó như nào nhá. Xe đi xuống đây. Đấy. Ok. Đó, đây có nhìn này này, đấy. Cái ánh điện ở đằng xa kia. Ok. Nó sẽ hơi tối các bác nhé.
hai cái điện này nó sẽ chiếu sáng ở đây hơn một chút. À, không nhìn thấy biển số xe luôn. Rồi. Ok, em sẽ chuyển sang cái cam trước xem thế nào các bác nhé. Rồi các bác, thì đây là cái video 1080 của cam trước các bạn. Thì nó cũng ở 60fps thôi. Tuy nhiên thì các bác thấy này, cái con Velvet 2 Pro thì nó nhiễu rất nhiều, có sự nhiễu rất nhiều và nó không có màu sắc cho lắm. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ ngược sáng phát là. Nếu mà có đủ điện thì này nó lại khá là ngon các bạn. Nhưng mà chống rung thì không bằng, chống rung thì thấy là không bằng. Ô, cái này thì em chả quan tâm đến chống rung đâu, quan trọng là cái màu như này xem các bác biết cho nó biết thôi. Chứ thực ra là so sánh như này thì nó hơi khập khiễng. Vì con Velvet 2 Pro nó ra lâu lắm rồi. Rồi, ok, chào các bác.